Uyên rất là thích những ngày bận rộn. Uyên nghĩ là vì mình yêu thích công việc của mình và mình luôn có những cái việc mà mình muốn làm, mình muốn phát triển thêm, mình muốn thử cái này, thử cái kia. Cho nên là Uyên thích được bận rộn, thích được làm này làm kia. Mà thật sự là Uyên cũng thích làm biếng nữa, thích những ngày mà không làm gì hết. Cho nên là nếu mà gọi là một cuộc sống hoàn hảo thì thích được một ngày đi làm, xong ngày sau đó mình nghỉ, xong ngày sau đó mình lại đi làm, xong lại nghỉ, kiểu là một ngày nghỉ một ngày. Nghe sướng ha, nghe đã Like a little cult meeting right now. Thank you.